Tính đến nay, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tháo gỡ cho gần 5.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với dư nợ hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó có 207 doanh nghiệp với số dư nợ hơn 1.200 tỷ đồng. Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đã chủ động kiểm tra, rà soát khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gây ra, đồng thời căn cứ vào quy định nội bộ tạm thời của từng hệ thống về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng để hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống thực hiện. Các chi nhánh ngân hàng cũng đã có biện pháp quản lý theo dõi chặt chẽ việc lợi dụng dịch bệnh để làm sai lệch, không đúng đối tượng chính sách hỗ trợ của cả ngân hàng và khách hàng vay vốn.